pháp trung ương có cúng dường thầy hai trứng ngỗng nha cả nhà. Ừ, trứng ngỗng mời cả nhà xem. Trời ơi, ngỗng bự thấy ớn luôn. Thầy ăn hai trứng này lòng ra nó. Nam mô Tassa Phakkhavato Lato Samma Samputtassa. Nam mô Tassa Phakkhavato Lato Samma Samputtassa. Nam mô Tassa Phakkhavato Lato Samma Samputtassa. Yakha vali vaha pula puli pulenti sakalang eo mai tunang ve tanang vakapati bakitang ve tang tum hang khi pa mai vasini chato sapai pulentu sankapo chanto panayaso yakha sapi eti yo viva santu sapalo kovena saptumate vatantala yo suki hiha yuko awa akiwa kana sili sani chung kota vajayino chata lo khamma wa tham te ayyupano Hello. Dạ. Khéo lắm. Biết không thầy? Ngon hết rồi. Hiếm lắm. Dạ hiếm lắm. Có khi có cả chợ không có người bán luôn thầy. Phải đi tìm mấy chợ mới có. Ở bên mình được chúng ta hết ăn rồi lắm. Dạ. Thầy phải vượt qua những chùa chiền làm đẹp quá. Dạ. Thì, bên Nhật làm chùa đẹp lắm, làm hả bằng giống như bằng gỗ nè, rồi giả gỗ ha, làm cây cột nào hả nó sơn nhiều hoa văn đồ đẹp lắm, chùa làm tầng làm lầu, bông hoa hả cái bông khạc không, cái lá như cái bông mà, thì tới đâu cũng thấy bông, cái cây nguyên cây thanh đỏ vàng tím gì, không đủ thứ bông hết. Nhật thì máy bay rẻ rẻ, có mấy triệu à, có 16 triệu à, tại cũng dịch, thầy đi tới lúc nào thầy cũng đi. Hàn Quốc có anh chàng Hàn Quốc. Thường mà có nhỏ đó chứ cha nó theo thằng đó nó không thèm theo chơi được chứ không thèm những thằng nhỏ nó thằng đó chứ nó tìm phụ nữ hơi khác chứ đâu người ta đổi bí và thành đàn ông rồi nó đó chuyển dưới thành đàn ông cái chiến nó ăn quá trời nhiều. Vậy chứ nhiều đứa nó thân luôn không quá. Giờ nhỏ nhỏ trả lời lanh lót luôn.
Nhiều đứa nít hiện khô quá, nhiều đứa nít hiện khờ không nói, nhiều đứa nó thành thần đồng luôn á thầy, cái gì cũng biết chân. Sinh ra là nó rành thế. Cái chân ngủ luôn, ăn cái đá đít luôn, cực khổ quá. Ngày ngủ mà mấy lần có mấy tiếng à, ngồi đâu ngủ gục đó. Xe bán tải, xe hơi của bạn chở kiểm cái gì phía sau. Hưng lâu mua rồi. Anh nghĩ ra mấy món lạ lạ anh mới mua, chứ bún ba cái bún thịt nướng này nọ là kêu hoài cũng ngán. Nhiều fan chính nghĩa của bà Hằng á, Dương á, lên tiếng bắt quá trời, vận động tính đi biểu tình đã bị bệnh trẻ trẻ không. Chết rồi. Khùng. Những thông tin phải chính xác á, sai lệch chút cũng bị bắt luôn á. Giờ Zalo Facebook. Nói nó làm cái gì thông tin phải chính xác. Không có mình đừng nói. Có rồi mới nói là à. Nó sống có gì đâu mà nó hơi khôi cái mặt bắt. Sống nay chết mai vô thường nó đến. Có cái lượt cái gì đó mà nó giàu có tiền không được hưởng mà lại chết. Còn người nghèo 30 năm lượng hả thầy? Nhiều tội. Nó có tội 7 năm tù rồi, mới tạm giam 3 tháng nữa thôi. Xét xử là ta tính một tội thôi, giờ cộng là nhiều tội. Luật sư mà, luật sư ta tính từng tội gì còn gì hết. Còn nhiều người binh binh coi lát nói sao. Cái chuyện
vậy chứ chứ lộn á, lo ăn uống quá thì tử thầy lên mua thêm 20 trứng mà thầy luộc xong sư cô mình sư cô bà lắc đầu ăn thấy hỏi ngán quá rồi xong.